Thưa quý vị, trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, người dân, học sinh, sinh viên quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị lao động, học tập, công tác. Do đó thì lượng phương tiện đổ về có chiều hướng gia tăng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Ghi nhận vào đầu giờ chiều ngày 2 tháng 1, tại trạm thu phí km số 6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng bao gồm đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông đã chủ động triển khai phương án phân luồng điều tiết từ xa tại nút giao IC3, IC4, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Từ ngày thứ 7 đến Chủ nhật thì lưu lượng rơi vào tầm từ 58 đến 60 nghìn lượt xe trên một ngày. Thì đối với cái ngày lễ, ngày cuối cùng ngày lễ này thì trung tâm cũng đã đánh giá là sẽ dư lưu lượng đầu ra và đầu vào sẽ rơi khoảng 60 đến 62 nghìn lượt phương tiện. Hiện tại thì trung tâm cũng đã có văn bản chỉ là các đội thu phí và các đội vận hành phối hợp với C08 phối hợp cùng trạm để phân luồng điều tiết. Nếu có tình huống là xe ùn ứ quá thì có thể tiến hành phân làn ra trạm, những trạm gần, giữa trạm IC3, IC4 để giải tỏa áp lực cho cái trạm đầu tuyến này. Còn tại một số tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, ngã tư cầu Vượt Mai Dịch, Pháp Vân cầu Rẽ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng lên các phương án phân luồng điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bằng các phương pháp đó là đảm bảo 100% quân số ứng trực tại đơn vị từ sáng, sẵn sàng đảm bảo an ninh tại và trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn, tại các khu vực trọng điểm, bố trí các tổ ứng trực tại đơn vị. Tại những điểm phát sinh ùn tắc thì sẽ có những tổ công tác ứng trực tại đơn vị di chuyển ra những cái chỗ ùn tắc để đảm bảo giao thông tại những cái điểm phát sinh tắc đường. Năm nay do lịch nghỉ Tết Dương lịch sát với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên nhiều người dân không về quê. Vì vậy tại khu vực các bến xe cũng không có cảnh đông đúc như những năm trước. Và trong dịp lễ Tết Dương lịch thì lượng xe của bến xe BART đã tăng khoảng 15% và đã phục vụ cho khoảng 12.000 lượt khách, nghĩa là tăng khoảng 250%. Nhưng mà tuy nhiên thì theo đánh giá chúng tôi thì cái lượng khách dịp lễ Tết Dương lịch thì vẫn chưa thực sự đến mức tăng đột biến. Bên cạnh các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch này, cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới nên gọi điện đến đường dây nóng để tố giác khi phát hiện lái xe, nhà xe bắt khách dọc đường, chèn ép, tăng giá hoặc trả khách không đúng nơi quy định để đơn vị chức năng liên quan vào cuộc xử lý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, Cảnh sát Giao thông cả nước đã xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,5 tỷ đồng và tạm giữ 6.540 phương tiện, tước 3.603 bằng lái xe các loại. Đáng chú ý có gần 4.300 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 14 trường hợp dương tính ma túy và gần 3.400 tài xế vi phạm về tốc độ đã bị xử phạt. Đây được đánh giá là các vi phạm nguy hiểm, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Còn trên các tuyến cao tốc, lực lượng thuộc Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 183 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 750 triệu đồng, tước 83 bằng lái xe và tạm giữ 8 phương tiện. Ngoài ra có 367 trường hợp bị phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát. Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người và 51 người khác bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 19 vụ, tương đương 29,7%, tăng 12 người tử vong, tương đương 31,6%, và tăng 16 người bị thương, tương đương 45,7%.